Xin chào cả nhà, hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt đối với Sam. Mà ngày gì thì các bạn hãy xem tới cuối clip, Sam sẽ bật mí cho các bạn biết nha. Thì anh của Sam đã chở cả gia đình đi biển để nạp thêm vitamin C. Các bạn hãy nhìn bản mặt của Sam, Thảo Nguyên và em bé, ai ai cũng rất là háo hức luôn á. Tại sao lại háo hức đến như vậy? Tại vì đây là lần đầu tiên sau khi Sam sinh em bé thì cả gia đình mới lại được đi biển. Mà ta nói Su Cà Na dễ sợ, ông trời lựa đúng cái ngày nhà Sam đi chơi thì ổng mưa. Ủa mà trời mưa thì mặt trời mưa, dân chơi thì không có sợ mưa rơi đâu nha. Nói xà ba láp nãy giờ, bây giờ Sam đố cả nhà, nhà Sam đi biển nào, có bạn nào tinh ý phát hiện ra không? Đó chính là biển Long Hải. Bạn nào đoán ra được thì xứng đáng được 10 điểm nha. Đi hơn 1 tiếng đồng hồ thì bây giờ Sam đã nhìn thấy biển rồi nè các bạn ơi. Biển thiệt đó nha các bạn, xịn xịn quá. Sam nhớ biển lắm luôn á các bạn. Tới khách sạn Sam và Thảo Nguyên sẽ nhảy xuống biển bơi ngay lập tức luôn. U là trời, mới nhìn thấy biển thôi mà ta nói giống như mới được sạc điện vậy á mọi người. Trong người rất là nhiều năng lượng luôn. Trời ơi, ai cũng khoái chí hết trơn á. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là đến khách sạn rồi đó mọi người. Ta-da, đây là cái khu khách sạn mà anh Sam đã thuê phòng nè. Thì lần đi Long Hải này, anh Sam đã đặt phòng ở khách sạn Lan Rừng. Đây là lần thứ hai nhà Sam nghỉ dưỡng ở khách sạn Lan Rừng. Lần đầu tiên là Sam đã đi mấy năm trước rồi, lần này mới có dịp quay lại. Hồi hộp quá mọi người ơi, sắp được nhận phòng rồi thì không biết phòng của mình có đẹp như trong hình hay không. Cái khúc này Sam cùng Thảo Nguyên và em bé đang chờ anh của Sam ở quầy lễ tân nè mọi người. Anh của Sam phải đi cất xe rồi mới quay lại làm thủ tục check in phòng được. Chứ mấy cái này Sam không có biết gì hết trơn á. Không biết là cái chỗ cất xe có xa hay không, nhưng mà tụi Sam chờ mòn mỏi chờ dài cổ luôn. Cuối cùng thì đã check in xong rồi. Bây giờ gia đình Sam đang đi lên tầng 2 để nhận phòng nè mọi người. Thì cái số phòng của Sam đó là số phòng A204, thì nó nằm ở tầng 2. Mọi người có thấy cách trang trí ở khách sạn này nhìn rất là sang trọng và hiện đại hay không? Đó là lý do nhà Sam quay lại đây lần thứ hai. Đã có bạn nào đi khách sạn Lan Rừng giống như Sam chưa thì hãy comment xuống phía dưới cho Sam biết cảm nhận của mình nha. Theo như Sam quan sát thấy thì Lan Rừng đang mở rộng ra rất là nhiều luôn, xây quá trời xây luôn á mọi người. Ta-da, đã đến phòng của mình rồi nè mọi người ơi. A204, thì cái khúc này anh của Sam đang loay hoay không biết mở cửa phòng ra như thế nào, tại vì lâu lắm rồi nhà Sam mới đi khách sạn, tụi em ở nhà quê mới lên không biết gì hết trơn á. Cuối cùng thì ông cũng mò ra rồi nè mọi người. Hạnh phúc quá mọi người ơi, đã về đến phòng của mình rồi. Thì đây là cái phòng mà gia đình Sam thuê nè mọi người. Anh của Sam thuê phòng thì có một giường cỡ lớn và hai giường tầng. Thì bà Thảo Nguyên rất là háo hức để được nằm giường tầng. Cái hạng phòng mà anh Sam thuê đó là hạng phòng condo, thì nó có giường tầng nè, có chỗ nấu bếp nè, có chỗ rửa chén nè, rất là phù hợp với gia đình nhỏ luôn á mọi người. Đây là bàn làm việc, tivi nè, đây là giường lớn, còn trong đây là nhà vệ sinh nè mọi người. Chỗ này là chỗ để rửa mặt nè, đây là nhà tắm và đây là tủ đựng quần áo. Do phải nhường diện tích cho hai giường tầng cho nên Sam thấy cái nhà vệ sinh nó hơi nhỏ đó mọi người, chỉ có phòng tắm đứng thôi chứ không có bồn tắm luôn á. Phòng Sam ở là phòng sea view, có nghĩa là phòng hướng ra biển. Ra đây Sam sẽ cho mọi người thấy sea view như thế nào nha. Wow, xịn xịn nha, đi ra ban công đứng một cái là nhìn thẳng ra biển luôn. Còn phía dưới đây là hồ bơi của resort đó mọi người, xanh lè xanh lét luôn nè. Phía dưới đây người ta trồng rất là nhiều cây bàn luôn để tạo bóng mát cho hồ bơi đó mọi người. Bao nhiêu năm trời bây giờ Sam mới được ra biển, trời ơi cảm giác rất là sướng luôn á mọi người, đã gì đâu luôn á. Thảo Nguyên đã phát hiện ra được một tấm rèm của giường 2 tầng nè mọi người, nó có thể kéo lên kéo xuống. Công dụng của tấm rèm là che ánh sáng lại để giúp mình dễ ngủ hơn. Ủa mà quên mất, hồi nãy nói tới khách sạn là phải nhảy xuống biển tắm liền, thì bây giờ cả nhà Sam đã thay đồ bơi rồi, bây giờ cả gia đình Sam sẽ đi xuống biển tắm biển đây mọi người ơi. Do là đi tắm cho nên Sam không có cầm điện thoại theo quay được. Cái khúc này cả gia đình Sam đã tắm lên rồi. Trời ơi, nằm lên cái nệm tên nó đã gì đâu luôn. Tắm biển xong mặt Sam hiện rõ lên hai chữ hạnh phúc. Quá là lâu mới được đi biển cho nên cái mặt nó vậy đó mọi người. Bà Thảo Nguyên chợt nhớ ra còn cái giường tầng của bà nữa, cho nên kêu Sam dẫn mọi người qua đây coi tiếp nè. Đây là tương lai của tối nay nha mọi người. Đó đó, nhìn nè, nhìn bà leo lên bà nằm nè. Rồi đó, bà vô giường rồi nè. Rồi bây giờ bà đắp mền bà ngủ nè. Cái này là tương lai của buổi tối nha, chứ không phải bây giờ đâu nha mọi người. Hiện tại đây, đây bà pha trà rồi bà ra ban công bà ngồi bà uống trà giống như công chúa vậy đó mọi người. Vừa ngồi uống trà vừa ngắm biển, u là trời, ta nói còn cái gì mà bằng nữa. Uống trà nóng cái người xong bà rủ ra biển đi dạo cho mát, thực chất là đi ra mò cua bắt ốc đó mọi người. Mà mọi người có thấy gia đình Sam may mắn không, đi mưa tầm mưa tả nhưng mà ra tới biển cái là trời quang mây tạnh liền. Ông trời đúng là không phụ lòng người, nhờ vậy mà gia đình Sam đã có những tấm hình sống ảo ra đời mà chỉnh quá chỉnh luôn. Ngoài trời thì âm u, trong đây trời xanh lè xanh lét luôn. Màn đêm đã buông xuống, đây là hành trình nhà Sam
Sam đi mò cua bắt ốc buổi tối ở biển Long Hải này mọi người. Thì cái khúc mà đi ăn do mãi ăn quá cho nên Sam không có quay. Lần thứ hai này nhà Sam cũng quyết định ăn tối trong nhà hàng của Lan Rừng luôn. Nhưng mà so với lần trước thì lần này tất cả các món trong menu của nhà hàng rất là mắc. Giá đã mắc rồi nhưng mà lại còn cộng thêm 10% thuế phí và 5% phí phục vụ nữa đó mọi người. Trở lại vấn đề chính mò cua bắt ốc nha. Thì Sam thấy buổi tối nước sẽ rút rất là sâu, còn buổi sáng nước sẽ dâng cao nha mọi người. Khi mà nước rút sẽ để lại những vũng nước nhỏ cạnh những tảng đá, thì đây là thời cơ cho mọi người bắt hải sản biển, cũng là con tôm. Nhưng mà con tôm biển thì lại khác con tôm sông, còn đây là con cá bóng biển nè mọi người, nhìn nó rất là lạ luôn ha. Sam và Thảo Nguyên rất là muốn bắt những con này về nuôi á mọi người, nhưng mà mình chắc chắn là không có nuôi được nó sống rồi, tại vì nó sống ở nước biển mà, cho nên chỉ bắt lên cho một xíu rồi lại thả đi thôi. Còn mà để bắt ăn thì các em ấy chỉ là những em bé cá, những em bé tôm thôi, còn rất là nhỏ chưa có ăn được đâu. Ê mọi người, anh của Sam phát hiện được một con ghẹ rất là to luôn nè. Hên cho em là gặp tụi chị nha, chứ gặp những bạn đi săn bắt thì em đã toi đời rồi. Mò cua bắt ốc mà không được bắt cho nên chán đi về khách sạn ngủ. Mà ta nói hồ bơi ở Lan Rừng buổi tối nhìn đẹp lung linh luôn á mọi người. Đẹp vậy mà không ai xuống tắm ta. Sam nói giỡn thôi chứ giờ này mà xuống tắm mai chắc bệnh luôn. Thôi thôi, tranh thủ về ngủ để mai còn có sức mà quẩy tiếp. Và tèn tèn, đây là buổi sáng ngày hôm sau nè mọi người. Cái khúc này là nhà Sam vừa mới ăn sáng xong nè. Khi mình thuê phòng thì khách sạn sẽ cho mỗi người trong phòng mình một cái vé ăn sáng buffet ở nhà hàng. Rất là tiện luôn á mọi người. Sáng dậy mở mắt ra chỉ việc đi xuống nhà hàng của khách sạn để ăn sáng thôi, không phải cất công lấy xe chạy ra ngoài đi tìm đồ ăn sáng nữa. Ăn sáng xong là bà Thảo Nguyên, bà đã lên phòng thay đồ xuống bơi ngay lập tức rồi. Sam nói bơi cho oai vậy thôi chứ thật ra bà chưa biết bơi. Tranh thủ tắm để lát còn trả phòng nữa đó mọi người, tại vì nhà Sam thuê chỉ ở một đêm thôi. Thì có dịp đi biển nữa Sam sẽ quay video cho mọi người xem nha. Chơi một hồi thì Thảo Nguyên cũng tìm được bạn chơi chung. Tới lúc có bạn chơi chung thì đã tới giờ trả phòng rồi. Thôi đi lên em ơi. Đã đến lúc phải nói lời chia tay với biển rồi. Cùng Sam ngắm nhìn lại biển một lần nữa thì Sam hy vọng sẽ có cơ hội quay trở lại biển vào một dịp gần nhất. Ú là trời, thật sự trong lòng Sam hiện tại rất là buồn luôn á mọi người. Chơi chưa đã thì đã phải chia tay với cái nơi này rồi. Thôi bye bye em nha, em cứ ở đây đi, chị sẽ trở lại vào một dịp gần nhất nha. Đây là tấm hình kỷ niệm khi phải chia xa nơi này. Các bạn có đi biển thì phải nhớ kỹ giùm Sam là phải chụp thật nhiều hình nha. Để làm gì nào? Để khi các bạn nhớ biển quá mà không đi được, muốn đi tắm biển mà không tắm biển được thì các bạn hãy lôi hình ra. Mình ngồi mình ngắm, mình ngồi mình nghĩ. Trời ơi, ta nói nó nguôi ngoai cũng được phần nào đó mọi người. Thiệt luôn á, Sam hay vậy lắm á mọi người. Mỗi lần muốn đi chơi mà không có được đi á là Sam vô cái thư viện ảnh, Sam ngồi xem. Trời, ta nói vô đó mà quên lối ra luôn á. Cả nhà Sam đã leo lên xe ngồi, đang trở về nhà rồi nè mọi người ơi. Thật sự rất là buồn luôn. Nhìn mặt Sam nè, buồn lắm luôn á mọi người. Nhưng mà cũng nhờ những chuyến đi chơi như vậy thì các thành viên trong gia đình Sam ai cũng đều giải tỏa được những cái căng thẳng mệt mỏi trong thời gian qua, đồng thời cũng được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục những cái công việc, những cái hoạt động của mỗi người. Ta-da, đã về tới nhà rồi. Ôi, ngôi nhà thân yêu của Sam, chú chó thân yêu của Sam, anh của Sam phải vô xích nó lại đó mọi người. Nè nè, bà ngủ ly bì luôn mọi người, ngủ từ lúc lên xe tới lúc về nhà còn chưa tỉnh luôn. Cái tội đêm qua không chịu ngủ, nói là lạ phòng, không có ngủ được đó mọi người. Hành Sam nguyên một đêm hôm qua không ngủ được với bả luôn. Thôi bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.